Cô có biết vì sao cô vẫn chưa có con không? Đúng. Trong sữa hạt, chính tay tôi là người bỏ thuốc tránh thai vào đấy cho cô uống hàng ngày đấy. Tôi không thể để cho cô có con với tôi được. Và tôi không muốn nòi giống của tôi được nảy mầm cho cơ thể của cô. Chuyện gì xảy ra đây này? Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình lại có thai? Tại sao? Tại sao mình lại có thai được? Mẹ ơi, con có thai rồi. Tại sao con lại có thai được hả mẹ? Anh ta cho con uống sữa hạt, trong đó có thuốc tránh thai hàng ngày. Anh ta nói là không bao giờ để cho sai số xảy ra. Anh ta bảo là anh ta không muốn con của anh Nan nảy mầm trong cơ thể của con. Tại sao con lại có thai được hả mẹ? Con phải làm như thế nào hả mẹ? Tại sao con lại có thai được hả mẹ ơi? Con phải làm như thế nào bây giờ hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Mẹ ơi, xin lỗi. Mẹ đây. Chắc là bà nội đang ở trên lầu. Chờ bố tí nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, con, mẹ dặn này, lát nữa mà có gặp bà ấy thì nhớ ôm và chào bà nhớ chưa? Vâng ạ. Đồ bậc nhăng. Ai quá thế hả mẹ? Buồn ra ngoài chơi, đợi mẹ một lát nhé. Vâng ạ. Tại sao mày đẩy con Hà đến nước mà nó không thiết sống nữa hả con? Tại sao tôi có thể đẻ ra một cái thằng con nó tàn ác như vậy chứ? Rồi mày định làm gì nữa hả Nghĩa? Nói cho mẹ nghe đi. Định làm gì nữa? Sao mẹ không suy nghĩ thoáng hơn vậy? Cô ta có sao đâu, tự nhiên làm bà mết cả lên. Nó là con dâu của mẹ. Không, là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến đường cùng như vậy thì chẳng khác nào con cầm dao con đâm vào tim của mẹ đi. An Nhiên mới là con dâu của mẹ kia. An Nhiên mới là người sinh cháu nội cho mẹ đấy ạ.
mày á, mày cứ coi đứa con này là một món quà mà ông trời ban cho mày. Bây giờ tao mới thấy ông trời mới thật sự là sáng suốt nhất. Tao cũng mong chờ điều này lâu lắm rồi. Không lo gì hết á. Tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho nó. Còn bố đỡ đầu hả? Có thằng Nam lo, mày lo cái gì? Việc ăn việc chơi cứ để tao lo. Còn hả chăm sóc hả bỉm tả cứ để thằng Nam lo, chả phải sợ gì hết. Mà này, từ lúc có bầu tao cứ lấn cấn một chuyện. Lấn cấn cái gì nữa? Là bà bác sĩ làm IVF cho tao ấy. Sao? Tao đã định bỏ qua rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy tức. Cứ nghĩ đến những người cũng mong mỏi có con như mình, xong rồi bị chơi xấu, làm cho hỏng phôi. Tao thấy thất đức lắm. Tao nghĩ mình không thể im lặng được, vì im lặng sẽ đồng loại với cả cái xấu. Mày có thấy thế không? Đúng rồi, mày nói đúng. Có nghĩa là bây giờ mày muốn tới đó để làm lớn chuyện đúng không? Được, bây giờ chỉ cần mày muốn đi thôi, tao đi với mày. Chả sợ bố con thằng nào hết. Bây giờ muốn đánh cái gì, có tao đánh. Muốn chửi có tao luôn. Đi, đi liền, chả nói năng gì hết, đi. Anh cứ làm theo kế hoạch của tôi đi. Mà này, tôi nghe nói là anh đang có ý định bán Lan Hà. Tin tức của anh nhạy thật đấy. Tôi còn đang cân nhắc. Tôi thấy công ty vẫn vận hành tốt cơ mà. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Đây là nhà một người bạn tốt của cô và chú Vũ, nên chị cứ yên tâm nhé. Vâng ạ.